Năm 2014, tổng giá trị nông sản thực phẩm xuất khẩu đạt 30,86 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2%. Ngoài những thị trường lớn như là Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc, nông sản và thực phẩm Việt Nam đã tiếp cận thành công những thị trường khó tính nhưng là giàu tiềm năng là Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ. Thêm vào đó, những tác động tích cực của Hiệp định Thương mại Tự do FTA Việt Nam-Hàn Quốc vừa được ký kết và các hiệp định song phương và đa phương dự kiến sẽ được Việt Nam ký kết trong thời gian tới với nhiều đối tác khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ như Hiệp định FTA Việt Nam và EU, Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho xuất khẩu đối với nông sản và ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Để góp phần hỗ trợ ngành này đứng vững ở thị trường trong nước và phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet sẽ tổ chức triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Expo 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 5 năm 2015. Triển lãm Việt Nam Food Expo 2015 là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm góp phần thực hiện chủ trương của chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế, xúc tiến xuất khẩu và phát triển thị trường trong nước. Đây là triển lãm quốc tế chuyên ngành nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm có quy mô lớn nhất Việt Nam, được tổ chức theo chuẩn mực quốc tế trong khu vực ASEAN. Đây sẽ là hội chợ chuyên ngành về nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm có quy mô lớn nhất của cả nước và được tổ chức theo cái mô hình hiện đại của các hội chợ quốc tế. Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí tham gia thuê gian hàng tại hội chợ. Thứ hai là các doanh nghiệp sẽ được hưởng cái quá trình chúng ta ban tổ chức thực hiện công tác phổ biến, quảng bá và giới thiệu cho hội chợ. Kỳ hội chợ lần này không chỉ gói gọn là một hội chợ thương mại mà nó còn có tác dụng như một diễn đàn thu hút đầu tư, giới thiệu một cách tổng quan về nhu cầu cũng như là tiềm năng phát triển các cái lĩnh vực sản xuất chế biến nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm của Việt Nam. Với chủ đề khơi nguồn cảm hứng thực phẩm Á Châu, Việt Nam Food Expo 2015 nhằm quảng bá thế mạnh hình ảnh và truyền thông thương hiệu cho các doanh nghiệp sản phẩm dịch vụ trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận, mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước thông qua việc kết nối với các hệ thống kênh phân phối bán buôn, bán lẻ, các đối tác nhập khẩu và các nhà đầu tư tiềm năng. Bên cạnh đó, triển lãm sẽ tạo động lực đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, chất lượng, an toàn trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm và đồ uống với khu trưng bày sản phẩm công nghệ chế biến thực phẩm. Triển lãm dự kiến thu hút khoảng 500 gian hàng của 300 doanh nghiệp đến từ 36 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 19 quốc gia, vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Bỉ, Campuchia, Cuba, Đài Loan, Hà Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Italia, Lào, Mông Cổ, Myanmar, New Zealand, Nhật Bản, Pháp, Cộng hòa Séc, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm thuộc các ngành hàng. Đây là triển lãm diễn ra lần đầu tiên tại Việt Nam nhưng đã chứng tỏ sức hút lớn của một sự kiện được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. Tạo ấn tượng tại triển lãm là khu gian hàng quốc gia danh dự được dàn dựng đặc biệt, tập hợp các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc với những sản phẩm ẩm thực, thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng mang đậm dấu ấn của xứ sở kim chi. Cùng với đó, khu gian hàng địa phương tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng với chủ đề Đà Lạt thành phố rau củ quả sẽ đem tới triển lãm thông điệp về những sản phẩm tự nhiên, tươi ngon, bổ khỏe. Ngoài ra, triển lãm còn có một loạt các sự kiện khác như là các chương trình giao thương để các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài gặp gỡ, trao đổi, lễ ký kết hợp đồng, giải thưởng cho các doanh nghiệp có sản phẩm đổi mới, sáng tạo. Thêm vào đó, có hoạt động bổ trợ như cuộc thi nấu ăn quốc tế Sài Gòn, trình diễn ẩm thực, giải thưởng cho các doanh nghiệp có sản phẩm đổi mới sáng tạo, giải thưởng gian hàng đẹp dành cho các tổ chức địa phương và doanh nghiệp tham gia triển lãm cũng được tổ chức. Bộ Công Thương giao cho Cục Xúc tiến Thương mại là chủ trì trong vấn đề tổ chức cái hội chợ về thực phẩm quốc tế ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc mà tham gia cái hội chợ lần này thì có rất nhiều cái ý nghĩa. Trong đó cái gian hàng của Lâm Đồng chúng tôi mang đến cái hội chợ lần này cho đến người tiêu dùng trong ngoài nước một cái thông điệp rằng là sản phẩm rau củ quả của Lâm Đồng là sản xuất theo quy trình tự nhiên, rất tự nhiên, sản xuất sạch, an toàn và đảm bảo cho sức khỏe cho người tiêu dùng. Chúng tôi cho rằng cái hội chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 sẽ là một cơ hội rất là tốt để chúng tôi có thể tiếp cận được với những cái khách mua hàng quốc tế đến Việt Nam để tham dự vào cái sự kiện này.
để tìm kiếm các cái người bán hàng nông sản của Việt Nam, và chúng tôi là đơn vị xuất khẩu nông sản thì chắc chắn chúng tôi kỳ vọng là sẽ gặp được các cái đối tác, các bạn hàng quan tâm đến cái nông sản Việt Nam. Việt Nam Food Expo 2015 sẽ là cầu nối hiệu quả và uy tín kết nối các nhà sản xuất, kinh doanh, nông sản, thực phẩm Việt Nam với hệ thống phân phối bán lẻ thực phẩm trong nước và các nhà nhập khẩu trên thế giới, góp phần quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp, phát triển thị trường nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ. Việt Nam Food Expo 2015 không chỉ là sự kiện lớn nhất về chuyên ngành nông, thủy sản và công nghiệp thực phẩm trong năm, mà còn được tổ chức đúng thời điểm nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tự do hóa, hội nhập quốc tế với độ phủ rộng và mức độ sâu sắc chưa từng có. Sự hiện diện của các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam Food Expo 2015 là dịp để các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm những cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh doanh và đầu tư hiệu quả, nâng cao năng lực nhằm tận dụng kịp thời nhất, hiệu quả nhất các lợi thế cạnh tranh mà các hiệp định thương mại tự do FTA mang lại.